Xin chào cả nhà thân yêu ơi. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh của Hoa Phan Sạc Mini nha. Cả nhà ơi, Hoa muốn chia sẻ cho cả nhà xem một chút trời thu ở nước Đức nha, nói riêng và ở châu Âu nói chung nha cả nhà. Mùa thu lá bay, lá vàng rơi, nhưng mà ở Đức thì lá vàng chưa, nó chưa có hẳn vàng lắm cả nhà ơi. Nhưng mà thấy cũng đẹp. Đó, cả nhà xem. Nhiều khi qua không biết đó, hôm nay trời nó nắng lên, nó ấm ấm, thành ra nhiều khi nó bị tối. Qua không biết, cả nhà xem thông cảm nha cả nhà. Cả nhà xem cái lá nè, rất là đẹp ha cả nhà. Đó, mấy cụ già nè cả nhà, mấy cụ già đi dạo.
Nè, trời mùa thu lá rụng đầy ở dưới sân như vậy nè cả nhà. Đó. Rồi có người hốt nha. Hoặc là nếu mà ở nhà riêng thì người ta tự quét. Đó, thấy đẹp không cả nhà? Rụng ở dưới gốc cây vàng hết trơn luôn. Đẹp không? Thank you.